thì còn gì nữa không? Tiếng giá có được điều hòa gì? Có được điều hòa với đường hòa đời không? Tiếng giá đó. Rồi tiếng tự thở. Rồi như vậy cùng hòa đồng tiền và tiếng yêu nó giống như là cái người nhạc trưởng điều hòa các hoạt động của các cái hệ nội tiết khác trong cơ thể, một số thôi không phải tất cả. Rồi đối với người nam thì em ấy có cái chức năng gì kích thích sản sinh tinh trùng bằng cách là nó tác động lên cái tế bào, tế bào gì, tế bào sạc tươi nha. Và tế bào sạc tươi thì nó có chức năng là hỗ trợ nuôi dưỡng con tế bào dòng tinh và hỗ trợ nó sản sinh tinh trùng. Còn đối với LH thì nó có chức năng là kích thích tế bào lý tạo ra testosterone, và testosterone thì cũng kích thích sản sinh tinh trùng luôn. Khi nào tế bào sẽ tiến tới thì đi còn nhớ không, và khi cũng đi tinh trùng luôn à, khi tinh trùng sản sinh ra quá nhiều thì sản sinh nó phải sản xuất ra inhibin để ức chế tinh trùng. Còn prolactin á, prolactin thì nó cũng do tiết yên tiết ra, nhưng mà ở nồng độ thấp thì nó sẽ kích thích quá trình sinh tinh, còn ở nồng độ cao thì nó mới chế theo cơ chế huyết thanh. Nồng độ cao á thì nó mới ức chế. Như vậy thì trong bài giảng này cũng có nói á, một số cái trường hợp bệnh lý tâm thần sử dụng số thuốc liên quan đến dopamine và serotonin thì hai cái chất kiểm duyệt thần kinh này nó có ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất protein tại tuyến yên. Nếu mà cái nồng độ protein tăng quá cao do mình sử dụng một cái thuốc ở bên ngoài, ví dụ như là thuốc điều trị trầm cảm đó, thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ protein trong máu và ức chế cái trục hạ đồi tuyến yên khi sử dụng, dẫn đến là cái khả năng sinh sản nó sẽ bị hạn chế, hoặc thậm chí ở phụ nữ thì nó ức chế cái trục này thì nó sẽ vô kinh luôn, không có. Nghe là người ta điều trị bệnh tâm thần nhưng mà điều trị vài tháng cái bắt đầu thấy nó hết kinh luôn, không có kinh luôn, thì nó ảnh hưởng luôn cả chức năng sinh dục. Thành ra cái hàng prolactin này nó mặc dù mình biết là nó cái prolactin thì mình nhớ ngay đến là nó là hormone tạo sữa, còn oxytocin là tiết cái sữa đó ra ngoài. Nhưng mà một mặt khác là cái chức năng điều hòa cái trục sinh dục thì ở nằm ở nằm được cao thì nó sẽ ức chế làm cho là cái khả năng sản nó sẽ bị giảm đi. Rồi bây giờ ví dụ mình là một người nhân viên y tế phải làm việc trong cái phòng trực tiếp quan, mình phải tiếp xúc đó. Mình là nam mình sẽ phải tiếp xúc với rất là nhiều cái mối đe dọa từ tia X dẫn đến có thể vô sinh, thì hoặc là một số bệnh nhân là phải uống cái thuốc ung thư đó, phải uống thuốc quá trị là những cái thuốc độc, và những cái thuốc độc này chắc chắn cũng độc luôn đối với tinh trùng. Cho nên là đối với những trường này làm sao để mà mình có thể là duy trì được cái khả năng sinh sản sau này? Uống thuốc gì không? Làm cách nào? Có cách nào không? Thì tư vấn này cái bệnh nhân này không là vẫn làm, tiếp tục làm công việc đó, hoặc là vẫn phải tiếp tục điều trị ung thư nhưng mà vẫn muốn mất không, thì có cách nào không? Cách nào khả thi không? Ưu tiên cho những người chưa có phát hiện này. Dạ thưa anh à, em nghĩ bây giờ có công nghệ mà chữa tinh trùng. Dạ em biết công nghệ đó không, chứ em không có tìm hiểu nên em không biết sao. Rồi, nếu mà mình nhắc anh em trong tương lai chức năng nó có thể bị suy, chức năng của tinh trùng tinh dịch
có thể bị gì cái gì yếu, những yếu tố này môi trường hoặc là nghề nghiệp tiếp xúc với những chất độc hại có thể chữ tinh dục. Nhưng mà nguyên tắc của chữ là gì? Là em đau lạnh xong rồi em đã đau, không mình đã đau thì nó sẽ nó vẫn còn cái tinh dục, nó vẫn còn có thể thụ tinh được, nhưng cái khả năng, cái sức sống và cái khả năng thụ tinh chắc chắn nó sẽ không còn tốt được như là vừa mới mình sản xuất ra và mình xài luôn. Thì giống như là em mua em bỏ tủ lạnh rồi em đã đau em nấu lại thì nó đâu còn đi đầu tư nữa. Do đó khi mà trữ thì chắc chắn là cái chất lượng tinh trùng ban đầu nó phải tốt cả nha. Cái con tinh trùng mà nó một chỗ thôi mà em trữ đã đau không nằm có chỗ này nó chết thì nó sống đó. Thành ra là con tinh trùng nào nó cũng phải có chất lượng á thì ta mới dám trữ. Và trữ xong sau khi đã đau thì chắc chắn nó sẽ có giảm về chất lượng. Ví dụ như là trong tổng số 100 con thì có 60 con di động tốt, sau khi trữ nó còn có khoảng 40 con nha. Thành ra là ngay từ đầu á, trước khi trữ người ta cũng phải làm một cái đánh giá gọi là tinh dịch đồ. Mà cái tinh dịch đồ là một cái bài hành của mình á. Thì khi mà người ta làm tinh dịch đồ, người ta đánh giá chất lượng nó tốt thì người ta mới chấp nhận trữ. Rồi cái chuyện thứ hai nữa, mình trữ được chứng tỏ là gì? Hiến máu, trữ được thì sao? Thì sẽ có hiến máu. Tinh trùng trữ được thì sẽ có hiến tinh trùng. Và tương tự như hiến máu tốt thì ta mới lấy để trữ đó. Còn máu em mà có vấn đề thì ta có dám lấy cho người khác xài. Thành ra là cái người nào mà được ngân hàng tinh trùng chấp nhận cho hiến thì cái người đó là có thể tự tin về cái khả năng sinh sản của mình, tại vì người ta cũng phải xét nghiệm tinh trùng trước rồi người ta mới lấy cái mẫu thuốc tiếp theo để trữ. Người ta lấy rồi một lần để người ta đánh giá là chứ không phải cứ hiếm là bất kỳ ai cứ vô cũng chịu cũng đồng ý. Nhiều khi á đưa cái mẫu nhưng mà nó không có dùng hẳn chứ, đúng toàn là nước thôi không có cái. Rồi rồi ở phụ nữ thì cũng tương tự như vậy, thì cũng sẽ có ngân hàng trứng. Nhưng mà bây giờ nói cái câu chuyện là vợ chồng vô sinh hiếm muộn, một cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, thì bây giờ nếu người phụ nữ này không còn trứng mà để sử dụng cho làm phụ tinh ống nghiệm nè, thì người này sẽ sinh của ai? Người này sinh của ai? Người này sẽ sinh của mấy đứa cháu hoặc là em, nói chung là họ hàng ở trong nhà. Như vậy đứa bé chúng ta sẽ biết được mẹ. Còn nếu người chồng không có tinh trùng phải đi sinh thì phải lấy được ngân hàng, không được biết danh tính của chàng, phải lấy người ngân hàng chứ không có lấy từ một cái người mình biết được nha. Thì cái đó là tế nhị, nó liên quan đến cái việc là những cái quyền lợi và nghĩa vụ của con sau này. Người mẹ thì lấy người anh chị em, những người em hoặc là em gái hoặc là chị cháu gái trong nhà, các con trẻ cùng cái bộ tốt cũng sẽ lấy để mà cái danh tính của người mẹ sẽ biết, nhưng người bố thì không được. Người bố không được biết, phải lấy một cái mẫu ẩn danh từ trong ngân hàng tinh trùng ra. Như vậy đứa bé thì sinh ra sẽ không biết được cha ruột là ai. Nhưng mà về mặt pháp luật thì cái người đứa bé được sinh ra vẫn là con hợp pháp của cái người bị của cặp vợ chồng bị hiếm muộn đó, chứ không phải là con của cái người hiếm tinh trùng. Khi mà mình muốn lấy từ một mẫu từ trong ngân hàng tinh trùng ra là mình phải đưa một mẫu từ bên ngoài vô, nguyên tắc là như vậy. Giờ ngân hàng nó cũng không có phải là phổ biến. Bây giờ nếu mà em muốn em lấy ra về ngân hàng thì người nó cũng sẽ cạn kiệt. Mà em thấy hiến máu như vậy cũng phải vận động hiến máu thì mới có đủ máu để sử dụng. Thì đối với tinh trùng thì nó không giống như là hiến máu. Em hiến máu xong rồi em cái người có nhu cầu sử dụng máu mà chỉ cần là sử dụng cái bệnh máu thôi, chứ họ không cần mà gửi một bệnh máu vô ngân hàng. Nhưng đối với tinh trùng thì khác. Em muốn lấy từ trong ngân hàng tinh trùng ra một mẫu thì em phải nạp vô ngân hàng một mẫu khác, được chưa? Thì dĩ nhiên cái mẫu đó thì mình biết rồi, đó là ai, cái chuyện bạn bè vì mấy cái đứa mà chúng con của mình nè, hiện tại bây giờ là đại học nè, nó thân của mình nè, mình nhờ nó chẳng hạn, mình biết được danh tính của nó. Nhưng mà khi mà nó cho tinh trùng rồi thì ngân hàng tinh trùng
Chứ cái người quản lý người ta sẽ có nhiệm vụ là mã hóa để ẩn danh. Thì cái người sử dụng cái mẫu đó người ta không biết, thì mình lấy ra cái mẫu khác mình cũng không biết người đó là ai. Thành ra cái lĩnh vực này nó có liên quan tới pháp luật đó nha, nguy hiểm lắm, trách nhiệm cao lắm. Và dĩ nhiên là khi mình đưa cái mẫu vô thì phải lựa những cái người nào mà nó chất lượng với mình, lựa những người 4-5 tuổi, người tốt tốt cũng đủ, người lương tới đâu, người ra cái mẫu tinh trùng thiên lớn thì ai rồi mà nào đã nói rồi, nạp vô là cái mẫu nó phải thực sự rất là chất lượng. Tại sao nó chất lượng là tại vì nó sẽ theo thời gian nó sẽ làm giảm cái khả năng sống và khả năng thụ tinh của tinh trùng, cho nên là cái mẫu ngay từ ban đầu nạp vô cũng phải có chất lượng. Còn ví dụ em nhờ một cái người quen, cái em đưa vô người ta xét nghiệm trên tinh trùng, nói ở cái mẫu này không tinh trùng này yếu quá, không có đảm bảo đủ tiêu chuẩn, và người ta từ chối ngay, là mình đi chi kiếm người khác chứ không phải đơn giản đâu. Vì vậy cái nguồn mà theo các em thì cái nguồn hiến tinh trùng cho những cái hàng tinh trùng này sẽ chủ yếu từ những gì nè, là so sánh chứ mình thường nghe hàng máu mà thấy người nào là ai ta hiến máu sinh viên. Để một họp mình xem nha, một họp mình sẽ nói đến cái vấn đề là ai là đối tượng để là phù hợp để đi hiến. Bây giờ ngày xưa nếu mà hai vợ cặp vợ chồng là không có bị hiến mộ thì người ta sẽ có cái phương pháp là thụ tinh trong ống nghiệm truyền thống, và đúng cái cách mình gọi luôn á là cho nổi hay là trứng vào trong ống nghiệm mà mình đổ tinh trùng vô. Nhưng mà bây giờ á có những cái ca khó là trong cái mẫu tinh dịch xuất ra không có tinh trùng luôn, mẫu tinh dịch xuất ra không có tinh trùng luôn, thì cái trường hợp này là nó có hai cái này. Nếu mà một bệnh nhân đi vô với mình mà có cái mẫu tinh dịch không có tinh trùng thì có hai khả năng xảy ra. Một là tinh trùng nó vẫn còn ở bên trong cái màng tinh, và hoặc là ở trong tinh hoàn, nhưng do bị nó có thể bị tắc trong dẫn tinh chẳng hạn, nó không xuất ra ngoài được. Như vậy thì có những có khả năng có con nọ con ruột. Còn cái trường hợp thứ hai, ví dụ như là sau một cái trận nhiễm virus và bệnh chẳng hạn, thì chấn thương nó làm đứt cái hàng rào máu tinh trùng và làm cho cái hệ miễn dịch mình nó phát hiện con tinh trùng mình thì tấn công tiêu diệt hết, thì những cái trường hợp này thì có thể là không còn tinh trùng để sử dụng nữa. Đó. Thì cái trường hợp thứ nhất mình sẽ tiến hành là phẫu thuật chọc hút tinh trùng từ trong màng tinh, rồi mình lấy tinh trùng đó mình làm thụ tinh ống nghiệm theo phương pháp hiện đại và không có làm truyền thống nữa. Vì sao? Vì những con tinh trùng này nó chưa có được trưởng thành, nó chưa có được học bơi, cho nên mình lấy nó ra thì nó vẫn có khả năng thụ tinh nhưng nó không bơi, thì bắt buộc mình phải hỗ trợ bằng cách là chích vào bên trong nội. Vì mình phải có cái kỹ thuật là tiêm con tinh trùng này vào bên trong phòng ương của nội, gọi là kỹ thuật thiết si, lát sau sẽ cho em xem. Còn một kỹ thuật rất là cao cấp và tiên tiến nhất hiện nay, và nó khác cái phương pháp truyền thống. Phương pháp truyền thống là mình cho tinh trùng tự thụ tinh với trứng ở trong ống nghiệm, như vậy là chúng ta chỉ đứng nhìn thôi, chúng ta không làm gì lại. Còn bây giờ là mình can thiệp đến cái mức độ là sâu hơn, là quá trình thụ tinh này diễn ra hoàn toàn nhân tạo, không có nó không có chui vô gì trên mà nó dùng cái kim chích vô luôn. Đó. Như vậy không cần thụ tinh trùng mình biết bơi, chỉ cần nói gì, chỉ cần nó còn sống thôi. Thì do đó là người những người này sẽ vẫn có khả năng là có con ruột của mình. Bây giờ hỏi là nếu mà một người trong mẫu tinh dịch vẫn có tinh trùng thì có làm kháng sinh được không? Có làm tiêm tinh trùng rồi được không? Được, vẫn được. Vì sao? Bởi vì nếu mà làm như vậy thì mình kiểm soát được cái quá trình thụ tinh, mình kiểm soát được hoàn toàn luôn, có nghĩa là mình biết là tinh trùng nó vô được bên trong luôn. Còn khi mình thả vô trứng vô bên trong cái tinh dịch rồi cho nó tự thụ tinh thì chưa chắc. Chưa chắc cái chuyện cho em học nhớ mà anh không vô anh coi, chưa chắc là mấy em có học nhớ chứ mà có anh ở đó anh kiểm tra nó thì nó sẽ khác. Cho nên là bây giờ á, một người mà có một tinh cái mẫu tinh dịch nó có tinh trùng đầy đủ nhưng mà không có con tự nhiên được, mình làm cái xi vẫn được. Nhưng mà vậy nè, thứ nhất về khía cạnh bệnh nhân thì họ sẽ ít làm cái xi hơn, bởi vì cái khả năng thành công nó sẽ cao hơn, tại vì mình kiểm soát quá trình thụ tinh luôn, nên cái tỷ lệ thành công nó cao hơn.
chuyện mình thích, tại vì kỹ thuật càng cao thì giá cũng sẽ càng cao. Cho nên nó có nhiều cái lý do bên về về phía người điều trị lẫn cái bệnh nhân. Tuy nhiên nếu nói về mặt đạo đức này thì chúng ta phải đi nhìn lại. Đầu tiên, nếu mà không có con tự nhiên được, nó có rất nhiều nguyên nhân. Không có con tự nhiên được mà người này nôn nóng không có con, hoặc là chỉ mình xét nghiệm cái nội tiết ra, thì anh có nói trong cái bài giảng của anh á, người phụ nữ khi mà xét nghiệm nội tiết mà cái ai mắc mà nó quá thấp, mà trong khi cái tuổi á thì còn trẻ, thì chứng tỏ cái buồng trứng này đã suy sớm, thì như vậy cái dự trữ những cái nang kính còn xài được trong buồng trứng còn rất ít, phải tranh thủ thời gian, không thể mà cứ chờ ngay người này có con tự nhiên được mà chờ biết là nó mấy cái tính nó còn tốt, nó rụng từ từ hết, thì sau này muốn làm tinh ống nghiệm không còn dễ nữa, không còn chứng để mà lấy ra làm tinh ống nghiệm nữa. Thì do đó những cái trường hợp mà họ gấp hoặc là trong tình huống không cho phép thì đòi hỏi phải tăng cái tiến độ lên, thì mình phải chấp nhận làm một tinh ống nghiệm thôi. Chứ nếu mà họ còn thời gian thì cho họ thử từng phương pháp. Đầu tiên là quan hệ tự nhiên, thứ hai là không được á thì mình sẽ tiến tới là gì, cái kỹ thuật xâm lớn ít hơn, đó là gì, IUI, là ôm tinh trùng và buồng tử cung. Thì lúc này mình sẽ lấy cái mẫu tinh trùng của người chồng, mình sẽ lọc rửa, mình bỏ cái tinh dịch và bỏ những cái con tinh trùng kém di động. Làm sao mình lọc rửa kiểu đó được, làm sao mình lọc được theo cái tưởng tượng, tại vì con làm một cái tích như nhau mà, khi mình lọc với như là trong ba cái con là nhỏ thì nó chui qua cái lỗ lọc, còn cái con nào bự thì nó giữ lại đâu. Mà tất cả những con này đều có cái thước như nhau, chỉ có khác biệt là hình thái nó bất thường, và có con thì chỉ lọc tốt, có con thì chỉ lọc kém. À, cái lưới lọc này là cái lưới lọc rất là phức tạp, nó không có đi đường thẳng vậy, mà nó sẽ rất là nó sẽ vừa đủ cho con tinh trùng nó chui qua, nhưng mà nó sẽ rất là phức tạp. Cái lỗ lọc nó sẽ đi cái hình xích sắt, cho nên là cái con nào mà nó bơi được thì nó chui qua được, còn con nào không bơi được thì nó nằm ở cái dây nè, nó đâu có chui qua được, hình dung được không? Cái lưới đập á, cái lưới đập thì là thiết kế, là không phải là thiết kế theo cái kích thước con nào bự thì giữ lại, con nào nhỏ thì chui qua, mà là con nào di động tốt thì chui qua được, còn con nào di động kém hoặc không di động được thì nó sẽ nằm lại cái dây, tại vì nó không phải là đường thẳng xuống. Cái lưới đập á thì nó giống như là những cái hệ thống đang kéo nhau liên tiên nhỏ như ở bên trong, thì con nào nó là di động tốt thì nó chui rồi qua nhiều bước nó chui được xuống tới cái đáy, thì mà còn mình sẽ lấy cái tinh trùng dưới đáy đó bơm vào bên trong buồng tử cung của người mẹ thì của người vợ, thì lúc đó những cái con tinh trùng mà mình bơm vào toàn bộ là những con đó là tinh binh chiến binh siêu tinh trùng. Thành ra là chất lượng là những con này là những con tinh trùng khỏe mạnh và đạt yêu cầu để đi thụ tinh. Như vậy mình đã hỗ trợ được cái bước nào, mình đã hỗ trợ được cái quá trình thụ tinh ở bước nào, ở cái bước là hao hụt do axit quang đạo và cái quá trình mà di chuyển qua bên trong cái cổ tử cung. Bởi vì khi mà tinh dịch được xuất ra ở bên trong âm đạo của phụ nữ thì nó có nhiều cái nguyên nhân làm cho tinh trùng nó không đi vào được bên trong. Thứ nhất là nó đào ngược bên ngoài, quan hệ xong nó có thể đào ngược bên ngoài. Thứ hai là axit qua âm đạo nó có thể giết chết mớ tinh trùng, còn những con tinh trùng khác thì đạp lên những con tinh trùng chết này mà tiến tới. Vì vậy sự hy sinh của một số con tinh trùng nó cũng góp phần làm cho cái axit qua âm đạo nó bớt cái tác động có hại lên những con còn sống. Nên nó hy sinh là cần thiết nha. Và tinh dịch nó cũng có tính kiệm, cho nên nó cũng có thể trung hòa được một lượng axit, nhưng mà chắc chắn sẽ có những con có bị tử vong, nhưng mà những con này tử vong để lót đường cho mấy con diêm tiết. Rồi khi mà tới cổ tử cung, tới cổ tử cung thì có một cái lớp chất nhầy cổ tử cung, estrogen nó làm cho chất nhầy trong da và lõm, còn progesterone làm cho chất nhầy được tặng bở của chất. Như vậy trước khi phóng nổ thì estrogen nó tăng cao và gây huyết áp dương, thành ra là estrogen nồng độ cao như vậy nó sẽ làm cho cái chất này rất là nhiều và nó tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng di chuyển. Còn khi mà phóng nổ xong rồi thì progesterone nó làm cho cái chất này được đặt vào mở để giống như là một cái nút giống như cái nắp chai vậy, nó phá cái cổ tử cung lại, hạn chế sự xâm nhập của vi sinh vật đi vào. Do đó khi mà mình quan hệ
ngay cái nhà trước bóng nổ á, thì con tinh trùng nó có thể dễ dàng xung vừa đạt cái bọn sau khi bóng nổ rồi, thì cái cơ chế tự nhiên của cơ thể sẽ đóng lại cái bộ tử cung. Bởi vì cái sự xâm nhập của con tinh trùng bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Một là trứng có thể nó đã chết rồi, hai là có thể trứng nó được thụ tinh rồi, thành ra con tinh trùng nó có vô hay không thì nó không ý nghĩa gì nữa. Rồi nếu mà trong trường hợp trước khi bóng nổ cái estrogen tăng cao làm cho cái chất nhầy của tử cung trong da và lõm, thì cái chất nhầy này á nó có chứa những cái protein trong đó. Protein là những cái đại phân tử hữu cơ kích thước rất là lớn và nó đang chen với nhau, cũng như là một cái hệ thống mạng lưới chằng chịt như là cái lưới bắt cá của mình á. Thành ra con tinh trùng nào mà tốt á, thì nó mới chui qua được. Nó cũng là một cái dạng lưới đặc tự nhiên của cơ thể. Thì con tinh trùng tốt thì nó chui được, còn con tinh trùng nào kém chất lượng là nó không chui qua được. Rồi sau đó nó vô tới buồng tử cung. Nó vô tới buồng tử cung rồi nó lại tiếp tục bị cái con bạch cầu nó thực vào. Cho nên là nó phải chạy thì nhanh mà không có điện vào hết. Do đó trong cái quãng đường này phải có rất nhiều tinh trùng đã bị hao hụt. Chạy cái con có chất lượng mà kém chất lượng, nhiều nguyên nhân lắm. Như là em nói đó, có thể nó trào ra. Thì trong cái lượng trào ra có thể là có một mớ con có chất lượng nó trào ra rồi. Hoặc là những cái con đó có thể là giám sư hoặc là nô gen rồi đó, nó trào ra lớn rồi. Thật ra là mình cũng không chắc được. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ trong đầu là cái con nào mà cũng tin được chứ, thì cái con đó thật sự là rất là xuất chúng và cái con chiến binh mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ mình nghiên cứu thật là kỹ về cái quá trình tinh trùng đi trong đường âm đạo của đi trong cái đường sinh dục của phụ nữ đó, thì mới thấy được là cái quá trình này đã tiêu diệt đi bớt rất nhiều, mà không phải con nào giỏi con nào khỏe là chắc chắn sẽ được đi tới nơi cuối cùng, mà nó cần phải có cái gì nữa, sự may mắn. Nó cần phải có sự may mắn nữa. Còn bơi giỏi thì dĩ nhiên là đó là chuyện cần nhưng mà chưa đủ. Rồi như vậy IU2 nó đã giúp cho tinh trùng đơn giản hóa được tất cả giai đoạn này, cho nên là tăng cái cảnh của tinh lên. Tuy nhiên IU2 nó chỉ phù hợp với những cái người chồng nào mà cái tinh trùng nó chỉ làm tốt thì nó mới làm được. Tinh trùng mà nó yếu nhiều tí xìu mà nó không chịu bơi thì mình làm gì cũng không có hiệu quả gì. Và theo nghiên cứu thì IU2 và cũng tin tưởng và quan hệ để mà có con tự nhiên á, thì cái tỷ lệ thành công này như nhau, nó cũng không cao được bao nhiêu hết. Tỷ lệ thành công nó cũng tương đương nha. Có nghĩa là thay vì mình kêu ta là ai mai thì mình kêu ta ở dưới dạy tăng cường quan hệ tự nhiên nha, khỏi làm ai mai thì cái tỷ lệ thành công nó cũng tương đương nha. Rồi bước tiếp theo là người ta mới tới IVF, thì có IVF truyền thống và hoặc là cao cấp hơn tiến sĩ tiêm tinh trùng vào tuyến hậu đó. Vậy nếu mà nôn nóng thì làm tiến sĩ luôn. Chứ còn là mà mình tiêm tinh, còn là mình làm IVF truyền thống đó, thì nó sẽ có cái khả năng thất bại khi mình đổ tinh trùng vô mà nó không chịu thụ tinh. Do nhiều nguyên nhân lắm, nó không chịu thụ tinh nếu nó hoặc tạo ra hoặc tử nó không xong. Nhưng mà làm IVF thì bằng cái phương pháp tiêm tinh trùng vào tuyến hậu mình thấy cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng mà ngược lại thì bệnh nhân sẽ phải trả sự chi phí cao hơn. Nhưng mà chắc chắn so với IUI và thụ tinh tự nhiên thì IVF và IC là cái tỷ lệ thành công nó cao hơn rất nhiều. Khoảng từ 20-25% đối với thụ tinh tự nhiên và IUI. Còn đối với IVF thì có thể cao hơn khoảng 60-70%. Cũng tùy người nha, cái trường hợp có tùy người. Tùy nghiên cứu nữa. Cũng có những người nè, lấy nhau tới 10 năm sau mới có con. 10 năm mà có tự nhiên đấy nè. Thành ra bây giờ là gì? Không ai biết được. Không ai biết được nguyên nhân tại sao mình bị hiếm muộn hoặc mình bị vô sinh hết. Vì sao? Nghiên cứu trên cái quá trình sinh tinh, sinh trứng và thụ tinh mà trên con người thì nó đi làm cái gì? Không cho phép về mặt y và pháp luật, hầu như không được cho phép. Như vậy đa số nghiên cứu mình làm trên con vật, mình làm trên động vật không ạ. Tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa thể hiểu cách cặn kẽ lý do vì sao, tại sao cái quá trình nó diễn ra gì vậy, qua những yếu tố nào nó ra ảnh hưởng. Có những người người ta hút thuốc lá, uống rượu bia rồi là đủ thứ chuyện xấu á, nhưng mà họ vẫn có con, họ có rất nhiều con. Còn có những người gì? Bên ngoài nhìn tướng rất đẹp trai, bảnh bao, tập yên, xá hối, học giỏi, cao 46 rồi học bổng nữa, điểm E được không ạ? Nhưng cuối cùng á thì lại bị hiếm muộn.
đó, mình không hiểu lý do tại sao, mình không hiểu đâu, mà mình tìm cũng không có ra, tìm không ra được cái nguyên nhân đối với lĩnh vực sinh sản hiếm muộn này như vậy, khó tìm nguyên nhân lắm. Bây giờ á, một cặp vợ chồng mà bị hiếm muộn vô á, thì người ta sẽ làm hết các cái xét nghiệm, người ta làm hết các xét nghiệm nhưng mà chưa chắc đã tìm ra được nguyên nhân. Ví dụ người ta xét nghiệm ra được là tinh trùng của ông chồng yếu, thì suy ra ông chồng hai vợ chồng không có con là tại vì ông chồng không yếu. Nhưng vì sao ông chồng không bị yếu thì không trả lời được. Ông chồng lại yếu là do ổng tức khuya, ổng stress công việc hay là ổng nhậu nhẹt nhiều, thì cái chuyện đó không trả lời được. Mình chỉ có trả lời được cái bước về cái mặt về đại thể thôi, còn cơ chế mà phân tử bên trong thì mình không nói được, mình không giải thích được. Có nhiều cặp vợ chồng nãy anh Vinh nói đó, là bây giờ mình định nghĩa là vợ chồng mà lấy nhau mà trên 1 năm hoặc là 2 năm mà chưa có con là được tính là mình hiếm muộn rồi. Nhưng có những người 5 năm 10 năm thì người ta lại có con tự nhiên. Như vậy trong những cái thời gian trước đó là người ta bị cái gì mà không có con thì không trả lời được, không biết được đó. Còn một số cặp vợ chồng á, người ta luôn nóng này chịu hết nổi thì người ta mới đi làm tinh ống nghiệm, thì lúc đó là có con bằng cái can thiệp và nó khác. Thật ra khi mà đánh giá một cặp vợ chồng hiếm muộn thì mình làm rất nhiều xét nghiệm, mình có thể biết được một số cái nguyên nhân nó bắt buộc từ vợ hay bắt buộc từ chồng, hoặc là xét nghiệm ra tất cả đều bình thường, cũng có căn đó, có nghĩa là vợ cũng bình thường, chồng cũng bình thường, chưa thấy gì bất thường, nhưng hai người này kết hôn nhau 3 năm rồi chưa có con. Rồi như bây giờ vậy, bước tiếp theo thái độ mình làm gì, sẽ không đi tìm nguyên nhân nữa, không đi tìm nguyên nhân nữa, không có đi tìm tiếp, mà tiền cũng có ra, không mất thời gian và tốn tiền, mà chủ yếu là giải quyết hậu quả thôi. Cái xu hướng điều trị của hiếm muộn á là giải quyết hậu quả chứ không đi tìm nguyên nhân. Nó không giống như là nó không có giống những cái chuyên khoa khác. Đối với hiếm muộn là giải quyết hậu quả, làm sao cho cặp vợ chồng có con là được, là được rồi. Còn bây giờ nói giờ là cái ông chồng không có tinh trùng, giải quyết nguyên nhân thì để ông này có tinh trùng thì không có đâu. Vì giải quyết nguyên nhân thì để ông cái tinh trùng con này mạnh lên, có tiền được nguyên nhân rồi giải quyết. Đối với những cái chuyên khoa khác thì có tiền được nguyên nhân thì nó khác. Còn đối với lĩnh vực hiếm muộn, có thể người ta biết được cặp vợ chồng này hiếm muộn là do vợ bị tắc ống dẫn trứng hoặc là chồng bị tắc ống dẫn tinh chẳng hạn, nhưng đó là hết rồi. Vì chỉ giải quyết được nguyên nhân, thôi chỉ giải quyết cái hậu quả thôi, là bây giờ tư vấn cho cặp vợ chồng này sẽ lựa chọn cái biện pháp nào để có con vậy thôi, chứ không có đi thêm những cái bước tiếp theo để tìm nguyên nhân làm gì, vừa mất thời gian mà cũng không có ý nghĩa gì nhiều và cũng khó xác định nó kèm, khó lắm. Các em bản thân em cũng thấy được điều đó khi mà đi lên sàn. Mà có những người á, người ta không có ăn được nhiều mà người ta cũng không có béo phì luôn mà ta bị hết được, là bị đáo được. Còn có người lớn là mập luôn mà nhìn người nghĩ để bị đáo được, nhưng mà hỏi người này không có bao giờ bị, thì sẽ nhìn từ biết nó cũng hoàn toàn bình thường. Có những người ta hút thuốc lá mấy chục năm nhưng người ta sống tới 80-90 tuổi. Còn có những người ta không có hút thuốc lá gì trên, sống khỏe, sống một cái lối sống rất là heo thì luôn, nhưng mà cuối cùng thì lại chết sớm. Như vậy có phải chăng nè, có từ lúc mà chúng ta được hình thành, bản thân chúng ta, tất cả những người ngồi trong hội trường này, chúng ta được hình thành từ mấy tế bào ngay từ ban đầu? Từ một tế bào là một hợp tử, được cái hợp tử này được tạo thành từ trứng và tinh trùng. Ở cái tinh trùng nó đâu có cho cái gì đâu. Nãy nói hai tế bào, nhưng thật ra là gì? Hai cái vật chất di truyền từ hai nguồn gốc khác nhau. Còn tế bào ở đây chỉ là một hình thành trứng thôi. Chỉ mình là trứng thôi, chỉ thành trứng là cực kỳ. Chỉ có một mình trứng thôi. Vì sao? Vì hợp tử nó lớn lên trên tế bào chất, trên cái cơ sở tế bào chất và bào quang của trứng, thì nó có di truyền trong mẹ đó. Tinh trùng nó chỉ cho cái gì thôi? Nó chỉ cho hai món, một là ADN, hai là phân tử, để không có sắc nó bám vào để nó tạo cái sự phân chia nguyên phân. Do đó từ đầu tại chúng ta chỉ có một tế bào, sau đó nó bị quá trình nó tan sinh và tiền hóa, thì bắt đầu mình có não, có gan, thận, tim, mỗi một cơ quan như vậy, tế bào nó biệt hóa khác nhau và tạo đảm nhận chức năng khác nhau. Đó là một điều rất là kỳ diệu. Từ một cái tế bào mà bây giờ nó biệt hóa thành não, rồi gan, rồi thận, mỗi cái cơ quan tế bào nó hoàn toàn khác biệt nhau, thì nó là sự rất là kỳ diệu.
trong cái tế bào ngay từ ban đầu á, mình có cái gì trong tế bào đó mà nó có thể tiến hành nhiều cái tế bào khác nhau như vậy? Hay các em nghĩ nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ thông tin di truyền trên ADN. Một nửa lấy từ mẹ, một nửa lấy từ bố. Và những thông tin di truyền này phải chăng nó đã viết lên cuộc đời của mình nó sẽ đi như thế nào? Mình sẽ sống tới bao nhiêu tuổi? Mình sẽ mắc những bệnh gì? Tới khi nào mình sẽ dậy thì? Tới khi nào mình sẽ mãn kinh? Phải chăng nó đã được ghi cái đó rồi? Và mình đã có từ ngay từ đầu á, từ lúc mà nó bản thân mình là ngay từ đầu mình được hình thành một tế bào thì có phải là mình đã bị quy định sẵn rồi? Cuộc sống mình như thế nào nó được quy định sẵn hết rồi và mình đã được lựa chọn không? Mình có được lựa chọn đâu? Không có được lựa chọn. Mình không có được lựa chọn ngay từ lúc ban đầu mình được tạo ra, nó không có được lựa chọn. Thật ra bây giờ thì ví dụ mà em rơi vô hoàn cảnh mà đi nằm trên hết được người ta quyết định số mệnh của mình thì cũng không có gì mà phải áp được. Và quán thận thích, phán trách cuộc đời thì ngay từ đầu mình đã được chọn đâu. Ngay từ đầu là mình đã không được quyết định cuộc đời của mình rồi. Có những, bây giờ các em thấy là có những người ta chỉ là một số em trong lớp á, chỉ cần sơ qua cái bài này là thuộc rồi. Còn có những em á, đọc ba luôn là cũng không thuộc. Không thuộc. Thấy, con đã được ghi trong ADN hết rồi, nó giống như là gì? Giống như thiên thư vậy, nó đã ghi trong đó rồi, giờ mình phải chấp nhận đó. Có người thì cái cơ quan này nó rất là mạnh, nhưng cơ quan khác nó lại yếu. Nó chỉ bị bệnh tim thôi, còn cái người khác thì chỉ bệnh xương khớp thôi, không bị bệnh tim. Đó. Còn có người thì không bị gì hết. Con nói giờ con có được gì không? Ha, đây là đầu tiên vô bệnh viện. Có, rồi đó đi, bài. Đấy vô bệnh viện mà thật sự ra là khác thì thấy là cũng không có vấn đề gì, ngoài người ta cứ ghét thôi. Thì đó là khỏe. Còn có những người mới qua ba mấy bốn mươi tuổi là đủ thứ bệnh, thậm chí là bệnh nặng lành cũng có phải không? Rồi như vậy nè, mình hay nói một câu vậy, dù con đi xa nhà nhưng cha mẹ luôn ở trong trái tim của con, ông bà cha mẹ luôn ở con, trong tâm hồn của con có đúng không? Về mặt tinh thần, về mặt khoa học, có cách nào giải thích không? Trời ơi, nãy thì nói rồi, có ai giải thích được không? Về mặt tinh thần thì nó dễ rồi, chứ là lúc nào mình cũng nghĩ tới. Nhưng mà về cái mặt khoa học á, thì cái câu nói nó có đúng không? Nè, ngay từ ban đầu mình tạo ra từ gì? Từ một tế bào có nguồn gốc từ trứng và tinh trùng. Thông tin di truyền trong đó có từ đâu? Đúng rồi. Ăn ba nhiễm sắc thể từ bố, ăn ba nhiễm sắc thể từ mẹ. Và vật chất di truyền nó đang nằm ở đâu ạ? Đang nằm trong chính tế bào của mình nè. Rồi từ từ mình cung cấp thêm nguyên liệu, cung cấp thêm thì nó bắt đầu nó nhân đôi lên. Nhưng mà những cái nguyên liệu đó này ngay từ ban đầu cha mẹ cung cấp cho mình thì ra nó vẫn còn đó. Rồi nó cứ nhân đôi theo cái trình tự cung cấp thêm của cha mẹ mình cho. Cái gì? Về cái mặt khoa học thì nó vẫn đúng. Đúng không? Đến gia đình của mình nó vẫn còn, vẫn là trong đó là ADN của bố và mẹ mình đến thứ hai. Và từ các thế hệ ông bà tổ tiên mình từ trước đó, thành ra nó cũng có cái nguồn gốc. Mình giải thích theo tâm lý lúc mà có cái cơ sở khoa học của nó. Rồi, ôn tập chút xíu thôi nha. Bây giờ mình sẽ xem một cái video về giải thích gì. Cái này là gì đây? Thì người ta cố định cái đuôi nó cái rồi người ta dùng cái đầu bén này nè, cắt cái đuôi nó luôn để bớt chiếu nè, nhìn nhá.
chưa? Thưa Đức, rồi. Dạ, Đức ạ. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ cái áp lực ăn thì hút một tinh trùng thì vô. Đó, hút vô được rồi đó. Rồi bây giờ ta đi tính nha. Rồi bây giờ chúng ta thấy là nãy giờ con tinh trùng nó bị gì? Nó bị gì? Nó bị tra tấn, nó bị vùi dập, nhồi tới nhồi lui. Như vậy có phải chăng là cái quá trình này nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới con tinh trùng không? Nè, chức năng của con tinh trùng là làm gì? Vận chuyển cái vật chất di truyền sang người vợ, đúng không? Thì khi mà muốn vận chuyển, như khi mẹ em đóng gói đồ về quê đó, em vận chuyển mà em muốn bảo toàn cái lượng đồ đạc đó thì em làm gì? Em phải đóng gì để chặt, em phải quấn đủ thứ chứ, khi em chuyển đồ như vậy không thể nào mà để nguyên cái bàn học mà hoặc cái đủ tủ lạnh trên chiếc xe mà em không có cột, không có ràng, không có cố định. Thì cái vật chất di truyền trong cái phần đầu của tinh trùng cũng giống như vậy, nó không quấn quanh protein histone mà nó quấn quanh một cái loại protein khác, giúp cho cái nhiễm sắc thể đóng sắc cực đại nhiều hơn so với quấn quanh histone. Thì khi đó thông tin di truyền mới được đảm bảo, được vận chuyển một cách an toàn, làm cho cái đầu này nó nhỏ gọn hơn, và càng nhỏ gọn thì tim nó càng dễ, và càng khi mà chui vô trong nõn thì nó lại càng thuận lợi hơn. Khi mà chúng ta mà cứ hút vô hút ra như vậy thì ta thấy rõ ràng nó cứ dây da chạm vật lý, nó có những cái da chạm vật lý, và có thể những cái va chạm vật lý này nó dẫn đến là đứt gãy hoặc là tổn thương cái DNA bên trong. Cho nên á, cái kỹ thuật này là kỹ thuật cao mà nó can thiệp quá nhiều vào cái quá trình tự nhiên, cho nên nó người dân thì họ chỉ hiểu là cái này nó tỷ lệ thành công cao hơn phải là thầy bác sĩ, nhưng về góc độ khoa học, mình là người học y thì mình sẽ hiểu rằng là nếu làm phương pháp này thì phải chấp nhận cái gì có thể nguy cơ bị đứt gãy như này trong đây. Nếu cái người làm cái kỹ thuật này là cái người làm nghề thì họ làm rất khéo tay và rất ít tổn thương cái đầu con tinh trùng, còn cái đuôi thì không quan trọng, nhưng mà cái đầu nè mà nó cứ đập tới đuôi mà chắc nó ngáo luôn rồi, nó đứt gãy bên trong những cái thông tin di truyền mà nó nói rồi, cuộc đời mình rõ ràng là những cái gì ghi trong ADN là nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Ngay cả cái cơ chế điều hòa con ơ trong lắc mình đã học rồi, thì có cái gen điều hòa đó, như vậy điều hòa hoạt động của gen cũng giờ là do ai, cũng là do gen thôi. Cái gen điều hòa nó cũng phải là cái trình tự nucleo thế nào thì nó cũng là do gen điều hòa chính nó, cho nên là ADN nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà cái thông tin di truyền ở đây mà nó sai lệch một chút thôi là nó đạp cho cuộc đời mình nó đi vào một hướng khác rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ tới cái nhà nội nha. Để người ta di chuyển qua cái quan cái vị trí khác rồi. Con người thì nó to xác nhưng mà cái nõn thì nó có chút xíu ha, nhưng mà con vịt, con gà rồi nó nhỏ như cái trứng chà bá, trứng cá như vậy, mình nhìn thấy là mắt thường. Thành ra trong nghiên cứu khoa học đó thì người ta cũng thường chọn nõn làm nghiên cứu vì nó quá lượng, thậm chí mình không được nhìn những cái điểm vị mình cũng thấy những cái trứng ếch, trứng cá rồi đó, nó hay sử dụng để mà làm nghiên cứu. Đây là cái nõn của người và mình nhìn thấy cái cấu trúc của nó nè. Thứ nhất là bên trong đây là cái nõn này đã phóng nõn rồi đó, như vậy cái nõn đã phóng còn thường sắc thể nhiều thì nó hai n nha, n gì n kép, chừng nào nó thụ tinh xong thì nó mới hoàn tất giảm phân ngay, còn nhớ không, thụ tinh rồi nó mới gặp hoàn tất giảm phân ngay, còn nếu nó không thụ tinh thì nó sẽ kết thúc cuộc đời của nó ở kỳ giữa của giảm phân ngay luôn, nó không có phân chia. Hiện tại bây giờ nó sẽ có một cái cực và một nõn, mà nõn này đang ở chỉ giữa của giảm phân hai, chừng nào có thụ tinh thì nó mới tiếp tục phân bạc. Đây là có thể là cái nhân của cái nõn nè, và nó nằm cái hướng cùng với cái hướng của hệ cực. Đây là cái màng của nõn, còn đây là gì, cái mặt mờ này nè, cả một gai tay nè, cái chỗ này là màng trong suốt. Cái cấu trúc của màng trong suốt được tạo nên bởi lipoprotein. Lipo là glucid,
Đầu tiên là đi protein là protein. Protein được cấu trúc từ rất nhiều cái axit amin nó liên kết lại với nhau, nhiều chuỗi protein là nó gắn lại với nhau, thành ra là cái cấu trúc này cực kỳ phức tạp. Thì nó đang kéo với nhau như thế nào? Nó dính chặt với nhau. Thành ra là khi cái kim này mà khi kim xuyên lủng cái này, xuyên lủng cái này nó xuống, rút cái kim ra là đóng lại liền, không có sợ mà. Nó giống như cái miếng gà cái dịch mình đâm vô cái nó để chảy cái đầm đắng ra. Không phải vậy mà cái kỹ thuật này khi mà nó làm đông thủng cái màng của trứng thì nó cái tế bào này nó vẫn phát triển tiếp, tạo ra cái bào tạo ra cái hoại tử bình thường, vẫn sinh ra được cái bé bình thường. Nhưng mà có ảnh hưởng gì không mình không biết nha, thực sự mình không biết nha. Tại vì ví dụ bây giờ trong đây cái đóng cầu vang luôn nè, trong đây cái đóng cầu vang cái mình đang đi kim luôn rồi, cũng không biết có làm tổn thương cái bào vang mình đang đây không. Rồi cái mình rút cái kim ra thì có một lượng cái bào chất nó cũng chảy ra, thành ra mình thực sự mình không biết chắc ai 100%. Các em thấy rõ ràng là cái quá trình làm cái xi nó đã can thiệp quá sâu vào tự nhiên. Từ xưa đến nay con người luôn muốn làm chủ tự nhiên, làm chủ nắng mưa, và bây giờ là làm chủ quá trình thụ tinh. Thì bây giờ mình đã làm được, nhưng mà rõ ràng cái quá trình nãy giờ em thấy đó, làm tổn thương đầu tinh trùng rất là nhiều, và làm tổn thương cái màng của trứng, thậm chí những bào quang bên trong. Mình chỉ bảo đảm là không có tổn thương cái phần nhân thôi, còn những cái phần khác mình không biết. Để mình biết là cái thể cực nằm đây, mình không có chăm cho cái mặt, tại vì nhân cũng sẽ nằm sát sát đây, cho nên mình không đâm chỗ này, mình đâm xích bên trên chút, mình đâm xích bên trên để mình tránh ảnh hưởng tới cái nhân của nõn thôi. Chứ còn những cái bào quang và những cái những cái chất dịch, những cái dịch nội bào bên trong mình không chắc. Mà mấy em tưởng tượng là gì, một cái nõn bự như vậy nè, nó được hình thành từ lúc ở trong bào thai đến khi mà đứa bé gái được sinh ra thì nó dừng lại ở kỳ đầu cái giảm phân một, cho tới khi vậy thì nó mới kết thúc giảm phân một. Như vậy nó khoảng 16 năm để nó làm cái chuyện gì, để nó làm cái chuyện dự trữ tế bào chất, rồi dự trữ tạo ra các bào quang và hoàn thiện. Bởi vì từ cái cơ sở vật chất này nè, nó sẽ phát triển thành hợp tử, nó sẽ đặt cái nền móng quan trọng để xây dựng để cho cái hợp tử này nó phát triển to lên. Còn con tinh trùng nó chỉ cho vô cái ADN thôi, thành ra là nó mất cái thời gian rất là lâu để mà nó xây dựng cái cơ sở vật chất như này. Mà em chặt cái kim vô nữa, em phá vỡ một miếng của nó thì anh cũng không biết là có thật sự là hoàn toàn là an toàn đối với hoàng tử hay không. Chưa có những cái nghiên cứu mà gọi là đánh giá coi những cái đứa bé được sinh ra từ cái phương pháp xi si nó như thế nào so với những đứa bé khác. Nhưng mà nè, tất cả những cái nghiên cứu đó dù sao thì cũng chưa có đáng tin, mà chỉ là một cái cung cấp về một cái khía cạnh khoa học tương đối thôi. Tại sao không đáng tin? Tại vì đó là chúng ta chỉ nói về mặt cơ thể. Mặt cơ thể được tạo lên bởi rất là nhiều yếu tố, tình cảm, cảm xúc, rồi vân vân. Ví dụ mình nói một cái người, một cái bạn học giỏi trong lớp, thì bây giờ mình không biết là cái bạn học giỏi này là do gen quy định hay là chính, hay là chủ yếu là do môi trường quy định. Thì do chỉ định của bạn, các yếu tố bên ngoài tác động, yếu tố cảm xúc xã hội, mình không biết. Cái mà tôi sẽ tin là gì, là phân tử, là những nghiên cứu về góc độ phân tử á, là ví dụ như là trong quá trình mình chích kim đây nè, mình đã làm tổn thương cái gì trong đây hay không, về cái góc độ phân tử, rồi khi mà đóng cái màng lại thì nó có ảnh hưởng gì, nó có thật sự là an toàn 100% không đó. Khi mà mình con tinh trùng nó chui vô thì nó chỉ là con có chút xíu à, nó chui vô nó có ảnh hưởng gì tới cái màng này, nhưng mà mình chích cái kim này quá thì mình chích vô thì không biết là nó có thật sự không ảnh hưởng gì không. Một hồi em coi cái quá trình này sẽ thấy nó bạo lực chứ lắm. Cho nên những cái nghiên cứu nào mà về góc độ phân tử á thì đáng tin, tại vì ADN nó chỉ quy luật học cách nào, ADN nó sẽ phiên mã cái thông tin di truyền ra là cái gì, thông tin trên gen mRNA định hợp. Giống như là bây giờ là thông tin trên ADN tiếng Anh đi, thì phiên mã nó ra gen mRNA định hợp là tiếng Việt. Từ cái tiếng Việt đó mình coi cho cái viết gì trong đó, rồi bắt đầu mình làm theo. Ai làm theo? Ribosome chuột trên mRNA định hợp, tổng hợp chuỗi polymerase. Các cái chuỗi polymerase này nó tổng hợp bằng protein, và protein thực hiện chức năng của nó. Ví dụ như protein này là enzyme, protein này là kênh ion, protein này là một cái hormone. Đấy, như vậy thì rõ ràng là những cái hoạt động chuyển qua, những cái hoạt động về mặt chức năng, các quá trình chuyển hóa được điều khiển bởi ADN.
thông qua tổng hợp của protein. Ở trường đại học Y Hà Nội á, là nó có nguyên một cái lab chuyên nghiên cứu về protein luôn. Từng người nào xong
muốn anh là đi trước thì nói trước đi rồi về trước, về chỗ ngồi á, chứ phải về luôn nha. Nãy giờ thì mình biết là ít ít là nữ đi là nam, đây là một cái trường hợp lưỡng giới. Cho khi hút em thiên nam ta lưỡng ta ai trở lại trước thì trước về trước thôi, chứ không khó gì nhau. Dạ là 14 năm trước là Wendy và Wanda là hai người sống ở vùng nông thôn của Bắc Carolina, thì có đứa con đầu tiên của họ. Thì đứa bé được đã lẽ bởi một cái người bác sĩ gia đình. Dạ nói thì ông ta nói rằng là đứa bé là một cái, nó là một cái đứa bé bé nữ. Thì họ tên cho em bé là Scarlett. Dạ là từ cái bộ phim mà yêu thích của Wanda, thì từ bắt đầu thì Wanda với Wanda là cảm thấy có gì đó là sai về cái sai về Scarlett. Đứa bé thì nó không giống như là một đứa gái bình thường, thì có em bé, đứa bé có một cái bộ phận như là một cái nhân vật nhỏ, nhưng mà nó không có thể thế Wally và Wally và Wanda cái chuyện là họ lại kể cái quyết định của bác sĩ. Cái này nè, cái này là cái nhận định của bác sĩ đúng không? Thì á, chưa bao giờ cái cặp vợ chồng này hoài nghi cái dự định, cái nhận định của bác sĩ này. Nghe là ban đầu bác sĩ này nói đứa này là đứa bé gái. Thì bây giờ mặc dù thấy nó cũng hơi sai sai, nhưng mà không có hoài nghi, cứ tin luôn. Nha. Thì ở tới khi bé 13 tuổi thì tất cả những cái bạn từ bạn gái của cô ấy đều phát triển nhiều vú, cái vú và có kinh nguyệt. Rồi nè, ở đây là tiền quá khứ hoàn thành nha, thành ra là cái này sẽ ra trước nè. Tới cái thời điểm này nè là mấy cái người bạn gái của bà của cái cô Scarlett này á là cái ngực đã phát triển rồi và đã có kinh nguyệt rồi. Scarlett thì không có trải qua bất kỳ những cái thay đổi nào, và đáng báo động hơn là cái giọng của cô ấy thì nó ngày càng lành, và cô ấy nên rất là nhiều cái bậc, giống như là một cái người nam, đứa bé nam. Và cái bộ phận nhân vật của cô ấy thì cũng đã phát triển lớn hơn. Cô ấy và những người bạn gái thì bàn tán về một những người bạn nam, nam có một cái đại loại một tên thế này. Đúng rồi, quét phim của ta là ước mơ ước ngát. Như vậy là ra một đêm của chạy giải của ước nhẹ. Vì sao? Bởi vì ngay cái tuổi chị này, vì sao? Nó sản xuất ra tinh trùng, nó sản xuất ra, mà sản xuất ra mình có cảm nhận gì đâu. Nó sản xuất ra chuyện của nó bên trong mà mình đâu biết, làm cho nó quá nhiều mà nó đào ra luôn. Vậy tại sao lúc đó mình ăn ngủ mà nó đào ra được? Tại vì cái phản xạ phóng tinh, cái phản xạ mà xuất tinh á, là nó có nằm ở não không? Cái trung tâm nó có nằm ở não không? Không, cái trung tâm nó nằm ở tủy sống. Mấy người mà tủy sống luôn, tủy sống á là bị liệt là mất luôn phản xạ đó luôn. Vậy thì cái giấc mơ ước ngát thì có nghĩa là không tin. Rồi. Mà sự có hậu Scarlett thì cô ấy cũng có những cái giấc mơ như vậy, giống như vậy. Thì cô ấy mơ cảm giác giống như là một cái người nam nhiều hơn là một người nữ. Quan lên thì quan đi và quan ta cũng thấy một số cái thay đổi này, và họ cũng rất là lo lắng.
có người đó và tới tư vấn tới một cái tư vấn với gia đình tới một cái trường y ở một cái bang khác. Thì tại trường y này cái nét được chuyển đó với một cái dạng của lượng giới giả nam thì là cho là thiếu hụt của nam carrier tại thì ở cái bài kiểm tra về thể lực có bài kiểm tra về sinh lý thì cô ta không có buồng trứng, không có tử cung. Vậy cái này là cá lăng xà. Cá lăng xà cả. Không có buồng trứng, không có tử cung gì hết. Lai bị mù, can đạo bị mù. Cái này mù là sao? Đã ra gì á? Đi vô trong nữa thì nó sẽ còn nữa. Rồi là tới tử cung, rồi tới buồng trứng, nhưng mà cái này nó cách khắc phục. Dạ, nói là cái túi, cái túi. Cái túi, nó không còn cái sao nữa. Dạ, còn cái tiết tiền liệt, nhỏ, viên vật, và cái tinh hoàn, nó xuống. Cái này là cái từ chuyên ngành mà nó có nghĩa là gì? Dạ là, quỳ đạo mở thắt, phía dưới gì nhỉ? Cô ấy cũng có thì cái cơ bắp Việt Nam nhưng mà không có lông tầm với mụn. Thành ra là mình có sửa cái mặt nét không? Xe tôi tiếp là sao? Dạ là kiểu xem của ấy là được. Được đưa ra bởi được biết một hormone nam phai
sinh. Lúc sinh. Sinh. Thì. Thì. Cái đặc điểm. Đặc điểm. Nào dưới đây. Là kết quả của. Sự thiếu một cái gì đó. Ừ. Tại sao? Vì nữa. À, và những cái đặc điểm này là không phải do cái thiếu một cái gì đó. À, thì dạy như đang nói gì? Một là bốn cái tri là hai là do sự xuất hiện của tiếng Việt. Cái đó là do mà cái đặc điểm đó. Đặc điểm thứ ba là tính quen. Số ba là do không tử cung. Số bốn là do không phải do, không phải do. Số bốn là âm đạo mù. Số năm là âm đạo nó bị cắt cục đi. Rồi. Nam là cái bụng nhỏ. Rồi bây giờ trả lời. Tiếp ra cái testosterone bởi sự nó tạo cái sự thiếu một gì năng an cái này nè quý cô nghĩa là testosterone nó được chuyển hóa thành dihydrotestosterone bởi hoạt tính của enzyme 5 alpha reductase ở một số cái mô đích có hoạt tính của androgen đó. Chứa nằm ở ngoài được thầy. Nếu mà nó đáp ứng với siro testosterone thì nó phải có cái enzyme này. Cái mô đích đó nó phải có cái enzyme này. Rồi. Trong những cái mô đó thì siro testosterone được tổng hợp và chuyển nhiệm cho hoạt động của enzyme. Còn những cái mô khác thì cái đó là bằng có hoặc không có. À, những trong cái mô đó. Đúng rồi, mô đó luôn. Mô đó luôn. Đấy, đó rồi rồi. Có ít hoặc không có, không có. Không có hoạt tính. Như vậy thì mình mới hiểu cái này nè. Hoặc là không có luôn. Nhưng mà đầu tiên có thể nó có một ít. Cái này quan trọng nghe có thể nó có một ít. Và tiếp. Còn những cái mô, mô đích này thì không có chứa năng lượng tài liệu thay. Và không có tổng hợp được tiro cái đó rồi. Nhưng thì những hồi đó thì cái đó là đạn ở đây, cái đó là cũng sẽ bắt đạn có hợp tính. Rồi gì nữa? Nói đầu anh em. Rồi trên phát triển. Tiếng Việt.
tính của nó thì trực diện bởi trực tiếp ngoài ra không phải là trực tiếp bởi testosterone và không cần không yêu cầu năng năng alpha reductase là được chuyển hóa bởi bộ phận không yêu cầu muốn nam là có màu tinh nữa cái tên đối tên đó là cơ quan phục trăm đúng không cái tên hôn nè như vậy thì có cái cơ quan phục trăm thì nó chỉ có thể đáp ứng với cái có thể đòi phát trực tiếp còn đối với cơ quan cái bộ phận sinh dục ngoài á thì cái nó đáp ứng với cái có thể đòi phát gián tiếp thông qua việc là thằng này nó chuyển thành thằng này về phục trăm ứng cái bộ phận là gì indirectly cơ quan sinh dục trong các bạn nha cơ quan sinh dục trong thì đáp ứng một cách trực tiếp testosterone còn cơ quan sinh dục ngoài thì đáp ứng một cách gián tiếp với testosterone bởi vì nó phải chuyển thành dihydrotestosterone thông qua cái enzyme alpha reductase chúng ta thì nó mới có một tính cho nên nè mình nhìn kỹ thì hai cái này nó tự tự nhau thôi nó chỉ được chuyển đổi qua chuyển đổi một dạng có bản tính nhờ cái enzyme này. Thank you.
cần tới testosterone và nó có sự hiện của và do đó và do đó diễn ra từ cái mộng của hormone nam ta được không? Có nghĩa là quá trình này có thể diễn ra trong cái tình trạng đang thiếu hụt cái enzyme này, nghe nói cái khác là những cái bộ phận này nó bình thường rồi, con nhỏ này nó sẽ có những bộ phận này bình thường ha. Rồi tuy nhiên cái tình trạng quá của cơ quan ngoài thì sao, ví dụ như là tiêu phẩm và bèo thì sao, nó cần tới chị rồi chứ rồi
Tôi thứ sáu là nếu mà stress nếu sống với đời còn lại của cô ấy như một người nam thì nên điều trị như thế nào? Phát triển của dương vật, giọng nói chậm đi và số điểm khác.
cô ấy không có buồng trứng, cho nên cô ấy sẽ không có cái nguồn nội tiết của estrogen mà nó cần cho cái sự phát triển không ngừng và cái sự không cố mở ở người phụ nữ. Rồi như vậy là gì? Nãy giờ mình đọc mình thấy là gì? Rõ ràng là tạo hóa là ưu ái cho người phụ nữ, đã ban cho người phụ nữ có estrogen. Và estrogen này làm cho người phụ nữ như thế nào? Nhất, bốn, khi có estrogen thì cái ngực nó sẽ bự lên. Thứ hai là tái phân bố mỡ. Rồi, đây phân bố mỡ ở những nơi cần có mỡ, ví dụ như ngực, mông, đùi, làm cho phụ nữ có cái dáng rất là đẹp. Nhưng khi mãn kinh đi ra thì không có tái phân bố gì hết trơn á, ở đâu còn nhét được mà nhét vô, thành ra nó không còn là chết được, là vô à. Rồi cái thứ hai là nhờ có estrogen mà nó đỡ bụng, nó đỡ bụng, chứ mà có testosterone là nó sẽ mặc bụng nha. Đó thì đã làm vậy rồi. Bây giờ như vậy thì những cái người phụ nữ mà sao mãn kinh thì họ phải đối mặt với vấn đề là gì? Thứ nhất là cái ngoại hình của họ khó mà giữ được cái dáng tương đối như ngày xưa. Thứ hai là dễ bị lỏng xương, đúng không? Để estrogen nó sẽ tăng phát triển cơ xương. Rồi cho cái mặt của mình đó là nổi dậy nè, có thể là nó không còn đẹp như xưa nữa. Rồi nó không có căng mọng, ngực đầu này kia nó cũng như không có còn được như ngày xưa nữa, phải không? Rồi đó, như vậy thì tự nhiên nó ban tặng cho phụ nữ. Nhưng có thời điểm chứ về không có đà tặng mà là chỉ cho mượn thôi, tới 50 tuổi chẳng hạn là lấy lại, mà lấy sao? Lấy nó luôn, lấy nó luôn. Thành ra người phụ nữ sẽ như thế nào? Nên người phụ nữ sẽ bị rơi vào cái tình trạng là gì? Có những cái biểu hiện về ở tất cả các cơ quan luôn, kể cả về mặt tâm lý, kể cả về mặt nội tiết. Ví dụ như mà dễ bị tăng lưu tiết máu. Mà vì sao? Bởi vì estrogen nó sẽ làm giảm cholesterol trong máu. Dù phụ nữ ăn rất là nhiều nhưng mà nó sẽ giúp estrogen ở cái tuổi trẻ nó sẽ giúp kiểm soát cân nặng cho người phụ nữ. Nhưng mà tới hồi mãn kinh rồi, ví dụ như mẹ của mình, bà của mình thì muốn giảm cân rất là khó, muốn giảm cân rất là khó mà dễ tăng cân. Còn đối với người nam thì người ông chờ để ban cho người nam hết tới từ đó để người nam đương đầu với công việc, không có sức khỏe, có cơ bắp để là đương đầu với những gánh nặng và đương đầu cho tới gì chết luôn, không lấy lại, lấy được chút thôi, lấy lại vài chục phần trăm thôi. Tới nhà thì người đàn ông vẫn còn rất là nhiều testosterone và vẫn còn tinh bình thường đó. Thì là thật là bất công, không thật là bất công, thật là người bất công cho những người đàn ông, không tại vì tới già rồi mà họ vẫn còn không có điều khiển cái vấn đề ăn uống được, thật là bất công. Người ta già rồi, người ta già không tha gì người ta. Rồi, tiếp. Cô này tới đâu rồi? Thôi. Như vậy thì nếu cô ấy muốn, nếu mà cô ấy nhận cái sự điều trị là việc bổ sung estrogen, cô ấy kiểu có thể lựa chọn là phẫu thuật để sửa cái phần ở bên ngoài, cái phần sinh dục ở bên ngoài lại. Mặc dù là sau cái phẫu thuật đó thì cô ấy vẫn không thể mang thai, bởi vì cô ấy không có buồng trứng và cũng không có những bộ phận sinh dục trong đó. Còn nếu con sao? Còn nếu mà Scarlett chọn là sống cái phần đời còn lại như người đàn ông thì cô ấy sẽ được tiếp nhận điều trị với cái những phần của androgen, những cái hoạt chất androgen mà nó không có cần cái nam em phát triển đứt dây để mà nó hoạt động. Cái việc bổ sung mà androgen này sẽ hoàn thành
Như vậy nếu em là sao đây? Em sẽ chọn là nam hay là nữ? Vì sao? Vì sao? Bây giờ này nếu mà phân tích về cái góc độ tâm lý thì cái cô này đã sống với cái suy nghĩ là cô là nữ, đúng không? Cô đang là cô nghĩ là cô là nữ rồi. Cha mẹ cũng vậy, và tất cả mọi thứ đều là nữ hết, quần áo tất cả mọi thứ. Cho nên cũng quen sống, có thể là đã quen với cái cách sống nhiều của phụ nữ rồi. Cho nên cũng có khả năng cô sẽ chọn là trở thành phụ nữ. Nhưng nếu cô muốn có con thì sao? Nếu cô đó muốn có con thì sao? Ở đây chọn là đàn ông. Tại vì bây giờ chọn là phụ nữ, sao có con mà có buồn trứng không? Cũng đâu có tương cung. Nhưng mà cái con này có tương hoàng à. Cái này có cô này có cái tương hoàng và có sinh tinh được không? Bình thường. Tại nó đâu bị ảnh hưởng với hero testosterone đâu. Cho nên cô này có con được, nếu cô ấy chọn là nam. Còn đi chọn là nữ thì tiếp tục cuộc sống như hiện tại. Nhưng mà thật sự trở thành một phụ nữ. Đúng nghĩa. Còn nếu mà chọn là nam thì phải thay đổi hết, quần áo được dùng hết, dùng cho cái ống hết. Hiến mà, nhưng mà
người ta sẽ xét nghiệm miễn phí vậy, giống hiến máu đó. Còn có tiền không nghe không chắc, ta không hỏi. Tại lúc đó mình cái tinh thần của mình là mình không hiến thì mình cũng không hỏi. Cho nên mình hỏi là có tiền không thì nó cũng hơi kỳ, cho nên là mình cũng không có hỏi. Nhưng mà chắc chắn em sẽ được một cái là, thì là nó xét nghiệm cái tinh dịch của em. Nếu em có giấy chứng nhận hiến thì chắc tỏ là gì? Tinh trùng của em rất là chất lượng. Và mình có thể có đăng lên mạng hay gì đó, mình đăng cái đó, tự tin mình đăng cái gì đó.